Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền thụ động nguyên MMP. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn mà cái cách chúng ta KYC cái kèo MN Coin các bạn nhé. Đấy, MN Coin mà trước đây thì mình cũng có gửi tới các bạn rồi đấy. Bạn có thể lên kênh bạn gõ MNC. Đấy, thì cách đây khoảng 2 tháng, tầm 2 tháng gì đấy. Đấy, thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ thực hiện KYC để chúng ta staking gửi và chúng ta lấy lãi các bạn nhé. Cách KYC thì các bạn theo dõi kỹ video, tránh trường hợp mà chúng ta không theo dõi video rồi chúng ta hỏi những cái nhỏ trong cái video mà đã hướng dẫn rất kỹ rồi các bạn nhé. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách KYC. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào app MN Coin MNC. Đấy. Bước thứ hai chúng ta sẽ chọn cái Identify Authenticator các bạn nhé. Chúng ta sẽ chọn cái mục này. Ở đây là các bạn thấy này, đầu tiên là full name này. Sau đấy ID number này. Đấy, full name thì các bạn gõ tiếng không dấu nhá các bạn nhá, viết hoa không dấu. ID number này. Đấy, thì các bạn gõ theo chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước. Tiếp theo là các bạn upload hai cái mặt bên trên này là mặt trước này, bên dưới là mặt sau này. Đấy, upload lên. Phần này tiếng Trung thì các bạn sẽ lưu ý một chút và chúng ta chọn cái mục ở giữa này này. Đấy, mục ở giữa này là chúng ta sẽ chụp ảnh này. Được chưa ạ? Chụp ảnh nếu mà chưa có gì này, chúng ta trở lại này. Nếu như mà chúng ta có ảnh rồi thì chúng ta chọn mục dưới này này. Đấy, mục dưới là mục có ảnh rồi này. Đấy, mình sẽ chọn mục dưới. Ở bước này các bạn cần phải lưu ý là khi bạn chụp ảnh ấy, nếu như bạn chụp trước rồi mà dung lượng nó quá lớn thì các bạn hãy gửi qua Zalo của bạn bè của mình hoặc là người nhà của mình ấy, xong rồi bạn tải lại để cho dung lượng nó bé hơn để mình up lên nó không bị lỗi các bạn nhé. Rồi, chúng ta lưu ý xem video xong rồi chúng ta lưu ý để làm. Tiếp theo chúng ta chọn next step. Rồi cái phần này cực kỳ quan trọng này các bạn này, các bạn phải xem kỹ phần này này. Các bạn để ý các con số nó cấp cho mình này. Đấy, 14 này, 68 này, tiếng Anh là 1, 4, 6. Đấy, 8. Đấy, thì cái này thì bạn sẽ phải đọc nó KYC bằng cách đọc. Thế thì bạn bấm vào chỗ này, sau đấy là bạn đọc theo bốn con số này. Đấy, theo bốn con số này. Thế sau đấy là bạn gửi lên là được thôi. Đấy, rồi ok, chúng ta làm luôn. Ở chỗ này thì chúng ta lưu ý là cái phần bên trên là chúng ta tự quay này, phần bên dưới là chúng ta quay sẵn ở ngoài rồi chúng ta up lên này. Trường hợp này các bạn này, ở đoạn này là nó yêu cầu up video mình đã quay rồi, tuy nhiên là nó không hỗ trợ video các bạn thấy không? Đây này, nút bấm không được này. Đấy. Rồi ở bên dưới này này. Đấy, nó chỉ đọc cái hình ảnh thôi, nó chỉ đọc cái hình ảnh mà không đọc video. Đó, thế thì bây giờ chúng ta xử lý như nào? Chúng ta sẽ vào cái trang web này này. Trường hợp mà các bạn KYC mà máy đời cũ ấy mà không KYC được ở cái đoạn up video lên các bạn nhé, các bạn sẽ thực hiện vào cái trang app.hsu70.cn gạch chéo iOS các bạn nhé, các bạn đăng nhập lại nhé. Rồi sau khi đăng nhập vào ấy thì chúng ta sẽ vào trình tự giống như lúc nãy. Đây đấy, thế thì chúng ta sẽ up video lên ở giai đoạn này đấy. Chúng ta sẽ chọn máy quay các bạn nhé. 8576. Rồi ok. Ta sẽ chọn máy quay này. 8576. Ở bước này xong rồi thì các bạn nghe lại nhé. Rồi sau khi mà chúng ta đã quay xong ok rồi, chúng ta sẽ chọn ok ở đây này. Đấy. Nó sẽ upload lên các bạn nhé. Và các bạn quay thì các bạn nên đọc từ tốn. Đấy, ngắn gọn. Đấy. Ở cái trang này nếu như bạn nào Android các bạn đừng sáng tạo đã gõ Android vào nhá. Mình là máy Samsung, máy Android đấy. Cho nên là cũng phải gõ ở trên này là iOS này. Đấy, sau để cho nó upload lên các bạn nhé. Ở bước này thì bạn nào mà không giỏi về tiếng Anh ấy thì bạn có thể gõ cái số này lên Google dịch, sau nghe Google dịch nó đọc xong mình đọc theo các bạn nhé. Mà hầu hết thì anh em mình cũng ít nhiều cũng biết sơ sơ đúng không, về tiếng Anh chả nhẽ là từ 0 đến 9 mà không gõ được, không nói được đúng không? Rồi ok, đấy thì chúng ta nghe lại một lần cho nó chắc ăn. Rồi chọn next step. Chủ yếu cái bước này ấy, thì cái bước video ấy, chủ yếu là nó để xác nhận mình là người thật thôi. Rồi Order under review tức là nó đang xem xét cái video này của mình. Đấy, video review này của mình. Rồi ok, trở về. Rồi,
Sau khi mà chúng ta sẽ trở về rồi, nếu như mà nó xác định nhận KIC thành công ấy, chỗ này nó sẽ chắc là nó có dấu tích ở chỗ này này, và chúng ta sẽ chọn invest và confirm là để chúng ta staking nhá. Đấy thì bây giờ hiện tại là chưa được, thì mình sẽ gửi tới anh em cái video như này. Một cái phần nội dung rất là quan trọng, một nội dung rất là quan trọng đấy là về cái dự án UBA này này, UBA này các bạn này. Đấy thì cái dự án UBA này thì các bạn đào ngày đêm vào, mình cũng đào ngày đêm vào. Cái này thì có một cái đặc biệt như này các bạn này, chuyển sang tab khác á, chuyển sang tab khác á, thì nó sẽ mất cái phần đào này, cho nên là buộc mình phải để như này các bạn nhé. Thu nhỏ cái hình này hoặc là như nào nó khác với CryptoTab. CryptoTab là chuyển sang tab khác hay là chuyển sang chỗ khác thì nó vẫn đào được, chỉ cần là mình phải mở. Đấy cái này nó lại hơi hơi đặc biệt một chút như thế. Và đối với những anh em nào mà dùng điện thoại ấy, thì anh em cần phải phải để màn hình các bạn ạ. Về phản hồi của những người đào mà chúng ta không để màn hình ấy, thì nó cũng không đào. Đấy về phần đào là như thế các bạn nhé. Và cái phần đào này thì mình thấy là nó sẽ mở trước này, theo như mình nhận xét là nó sẽ mở trước, cho nên là đào rất là quan trọng đấy các bạn ạ. Đào mà được ít này là không được mở trước, và mở trước nó sẽ có khả năng là rút được trước các bạn ạ. Rồi phần thứ hai đấy là phần mà chúng ta thêm thêm bạn bè vào để tăng tốc độ đào đây này. Phần thêm bạn bè tăng tốc độ đào thì bạn bấm vào dấu cộng nhá. Đấy bạn bấm vào dấu cộng chỗ này này, bạn sẽ xem trong cái danh sách của mình. Đây thì anh em sẽ tìm xuống dưới nhá, những người nào mà không không như này là có nghĩa là không đang không đào này. Đấy đông rất là đông anh em, nhưng mà anh em chúng ta là đôi khi quên, nghĩ rằng là để máy thế là được, nhưng mà phải đào các bạn ạ. Đấy những người như này là đào các bạn này. Đấy những người như này là đào này, có số lượng như này là đào này. Đấy thế thì lúc đầu mình chưa hiểu cho nên là mình bị lỡ mất một 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 ít. Để bây giờ hiểu rồi thì muốn làm để nhắc anh em. Đây những người như này là đào các bạn này. Đây những người như này là đào này, mình phải thêm và thêm những người đào như này, chứ đừng đừng thêm những người không đào các bạn nhé, rồi nó không cộng đâu. Nó cộng cho mình 5% của những người đào này. Đấy thì bạn tích vào đây, thì đây và chọn cái mục này. Đấy xong bạn chọn back trở ra này. Back trở ra ấy thì cái người này nó sẽ thêm vào cái ô này rồi. Nếu như mà bạn muốn xóa bất kỳ người nào ấy thì hoặc là giải tán cái đội này ấy, thì bạn bấm vào bên này nhá. Còn bạn đừng bấm xóa bên này nhá. Mình không biết mình bấm xóa cho nên là mất một số người các bạn ạ. Đấy sau khi quay ra thì bạn lại phải start để đào tiếp nhá. Đấy bạn chọn cái chỗ này để đào tiếp này. Nếu như mà bạn không chọn ở chỗ này để đào tiếp ấy, là nó vẫn im, hoặc là nếu như mà thấy đây bây giờ nó mới chạy này. Đấy, nó vẫn im mà nó không chạy các bạn á. Đấy, phải lưu ý, tức là mở bất kỳ một cái việc gì ở trong trong cái web này ấy, thì quay ra bạn cũng phải phải bấm đào tiếp, chứ nếu không bấm đào tiếp là nó không đào đâu. Đó thì lưu ý thêm với các bạn để các bạn để ý và chúng ta đừng đừng bỏ lỡ cái việc này các bạn nhé, bởi vì thời gian trôi qua thì sẽ không quay lại đâu. À, một nội dung nữa, một nội dung cực kỳ là quan trọng các bạn nhé. Rất là quan trọng, đấy là liên quan những người mà muốn đăng ký mới. Thì tuy nhiên là vẫn vẫn bị trắng màn hình, thì như này các bạn này, mình sẽ gửi cho các bạn một cái đường link. Đấy, gửi các bạn đường link và các bạn sẽ copy cái đường link đấy và dán trực tiếp vào trình duyệt. Các bạn đừng mở bấm trực tiếp vào đấy các bạn nhé. Bạn dí vào cái đường link đấy xong là bạn sẽ copy, bạn sẽ dán trực tiếp vào trình duyệt, mình sẽ gửi và các bạn lưu ý như thế. Mình sẽ làm thử cho các bạn xem nhé. À, đây là đường link của mình sẽ gửi cho các bạn, sau là bạn sẽ copy, sau là bạn sẽ dán paste vào sang đây các bạn nhé, trình duyệt này, xong bạn enter. Đó, bạn thấy không? Sau đấy là nó sẽ ra luôn cái này. Còn nếu như bạn bấm vào trực tiếp vào cái đường link mà mình để ở dưới mô tả là nó sẽ ra màu trắng đấy. Sau là bạn get UBA thôi. Đấy hiện tại thời điểm này mình quay video là nó vẫn làm bình thường các bạn nhé. Đấy xong đấy là các bạn sẽ đăng ký đấy, sign up này, enter email rồi next rồi chọn password rồi tất tần tật, nó theo một trình tự nói chung là khá đơn giản. App nào nó cũng đăng ký theo kiểu này, cho nên là mình gửi tới các bạn để các bạn lưu ý và các bạn đăng ký ngay nhé, ngay và làm ngay và đào ngay các bạn nhé. Đừng có để sót và đừng có để bỏ lỡ cơ hội lớn như này. Mình tưởng là dừng rồi nhưng mà hóa ra là chưa dừng. Rất là ngon thông tin tới các anh tới anh em nóng dẻo như thế.
Đấy, hôm nay thì mình gửi tới các bạn các nội dung chính, nội dung quan trọng lưu ý để các bạn nắm được để chúng ta làm hiệu quả. Rồi, video hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích thì hãy cho một like và chia sẻ cho nhiều bạn bè cùng nắm bắt được để chúng ta làm nó hiệu quả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.